Chào các bạn. Sau lễ thì mình có về một đợt hàng. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn những món hàng trong tuần này. Thì các bạn nào có nhu cầu hãy sớm liên hệ mình theo số điện thoại dưới góc màn hình nhé. Đầu tiên là sản phẩm rẻ nhất trong ngày hôm nay là một cái âm ly đến từ Philips. Model là FA890. Đây là một dòng xe điện 220V, hàng Nhật Bản. Hàng sản xuất tại Nhật Bản nha các bạn, nhưng mà cho thị trường châu Âu. Thì Philips FA890 là một âm ly màu đen khá sang trọng, size 43, chiều ngang 43, có đầy đủ các chức năng như bass, treble, loudness. Thì cái âm ly này nó với mức giá khá là phù hợp, chỉ 5 triệu rưỡi, nó rất là thích hợp để chúng ta chơi những cái dòng loa Âu, loa Mỹ. Mình đã chơi thử với JBL, Infinity hoặc là những dòng loa châu Âu như Yamaha, bên W kép, nó rất là hợp. Với mức giá này thì chúng ta khá là hợp cho những bạn nào mà chơi bộ dàn khoảng dưới 20 triệu thì chúng ta chơi âm ly này rất là tốt. Âm ly này có giá là 5 triệu rưỡi nha các bạn. Philips FA890. Rồi cái đấy là một cái sub đến từ Yamaha. Có model là Yamaha SW 401A 401E. Thì Yamaha SW 401E nó là một cái shop ốp đất, cái bác ở dưới là 25. Thì để lát mình quay ra cho các bạn xem. Nó phía trước nó có một cái dòng chữ là Yamaha Cinema. Khi chúng ta bật nguồn lên thì cái đèn tròn tròn này nó sáng. Shop này bác ốp đất nó đánh tiếng rất là mềm. Chỉ mở âm lượng chưa đến nửa là tiếng nó đã dập rất là khủng rồi. Đây là cái model của nó. Đây là model sản xuất tại Đan Mạch. Đây có cái nút level để chỉnh lớn, này mình chỉ chỉnh mất đây là nghe rất là dữ rồi. Đường vào nó là 115V. Đây là cái cổng vào của nó. Đây, công suất tối thiểu của nó cung cấp là 50W và công suất tối đa là 100W nha các bạn. Rồi để mình lật ra phía sau, phía dưới cho các bạn xem. Đây là cái phía dưới bát ốp đất của nó. Đây, bát 25 này. Phía dưới nó cũng có cái đời. Đây. Nó ghi công suất ra là output là 100W này. Sản xuất tại Đan Mạch. Ok. Cái sub này thì có mức giá là 6 triệu 2. Rồi tiếp theo là cặp loa Pioneer CSV16. Đây là một dòng karaoke rất là tuyệt vời, với mức giá cũng là 6 triệu 2 luôn. Cái cặp này nó có công suất rất là khủng, lên đến 280W, là hàng nội địa Nhật Bản, được sản xuất tại Nhật Bản nên chất lượng thì chúng ta khỏi lo, khỏi nghĩ. Nghe nhạc nó khá là tương tự những dòng Pioneer A77 hoặc là những dòng SI7. Karaoke thì lại rất là tuyệt vời, dòng này chuyên karaoke. Nhưng mà với mức giá này, nghe nhạc và karaoke thì chất âm rất là hay, vượt xa tầm giá. Đây là hai loa bên, một loa bên phải, một loa bên trái. Cái loa này chúng ta có thể sắp xếp nằm ngang hoặc là nằm nằm đứng đều được, tùy cái cách bố trí trong căn phòng chúng ta bố trí thế nào cho đẹp thôi. Với cặp loa này thì karaoke chúng ta khỏi cần thêm sub nha các bạn. Nó đã khá là vừa rồi. Ngoại trừ những bạn nào thích tiếng bass thật là mạnh thì chúng ta mới cần thêm sub thôi. Rất là đẹp. Sản xuất tại Nhật Bản, để mình quay phía sau cho các bạn xem. Đây các bạn thì thấy 280W này. Made in Japan này. 6 ohm. Tiếp theo là đôi Dayton DS 38B, một đôi loa 3 tấc. Để mình chiếu cái loa phía trên cho các bạn xem. Dưới này hơi vướng âm ly rồi. Bass 3 tấc, đây là đôi loa bass 3 tấc mà giá gần như là rẻ nhất thị trường bây giờ rồi. Chỉ với 7 triệu thôi. Bass 3 tấc, 3 đường tiếng. Mid 10, treble đôn, có nấm chỉnh crossover. Thùng gỗ lạng luôn. Nghe nhạc vàng rất là tuyệt vời, gân vải chưa thay.
Cặp loa này được sản xuất vào những năm 1976 thì với cái thời gian khoảng hơn 40 năm tuổi, nhưng mà chất âm nó còn rất là tuyệt vời, hàng còn nguyên bản chưa động chạm gì nha các bạn. Rồi, cái càng của nó mình để bên ngoài này, đang nó có logo Detan này. Rất là đẹp, hai loa này rất là đẹp. Mình sẽ có video test sau, tại vì để ở đây nó hơi chật chội nên không có lấy ra được các bạn xem, nhưng mà nó rất là đẹp. À, giá là 7 triệu. Tiếp đến là âm ly Sansui 771, mình khẳng định là con này chất âm vượt trội hẳn hơn hẳn 7825 mã. Các bạn nào mà chưa tin thì có thể tới nghe, nó cho tiếng bass trầm và khỏe hơn, không có đuôi, và tiếng rép dạy cao thể hiện rất là chính xác, rất là mượt mà. Chơi được ba cặp loa A, B, C, có nghĩa là chúng ta chơi được hai cặp này hoặc là hai cặp kia một lúc. Rồi nó có loudness này, nó có đầy đủ chức năng radio này, cái này bật đèn lên nó sẽ sáng nguyên dãy này nha các bạn. Bây giờ mình không có cắm điện sẵn đây. Có vỏ gỗ phía trên rất là đẹp, đây vỏ gỗ này, mặt phải nhôm rất là sang trọng. Nó vào được hai cổng và một cổng tép nữa là ba tép này, và chúng ta thể chơi FM AM rất là rõ. Rồi, âm ly Sansui 771 có mức giá là 11 triệu nha các bạn. Như vậy là mình đã hoàn thành xong video giới thiệu những sản phẩm mới về hôm nay. Thì các bạn có nhu cầu hãy liên hệ mình sớm số điện thoại dưới góc màn hình. Bạn nào mà có những nhu cầu khác thì có thể chờ những cái mặt hàng khác mình về để theo dõi và gọi cho mình theo cái số điện thoại trên. Và đừng quên bấm nút đăng ký để nhận được những video mới nhất đến từ kênh Nguyên Hồng Audio. Nếu như bạn nào chưa đăng ký kênh của mình. Rồi, thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những cái video clip khác.